Bắt đầu thầy chữa cái số câu số 1 nhé. Câu số 1 của chúng ta là câu giải hệ phương trình cơ bản. Chúng ta có hai phương pháp để giải cái hệ phương trình này, phương pháp là phương pháp thế, hai là phương pháp cộng đại số, đúng không? Thì với mỗi một phương pháp chúng ta sẽ xem cái hệ phương trình của chúng ta là như thế nào, chúng ta chọn được phương pháp phù hợp. Có thể rút x dễ, y dễ thì rút dùng pháp thế, đúng không? Còn nếu không nó có phân số thì chúng ta nên sử dụng cái nhân cái cộng đại số để chúng ta xử lý. Và trong quá trình làm thì các bạn chú ý là cái phương trình của chúng hệ phương trình của chúng ta ký hiệu là phương trình sao nhá. Hệ phương trình sao. Ở bài này thầy sẽ dùng phương pháp thế. Và trong quá trình chúng ta trình bày thì các bạn nhớ là giữ lại một phương trình của hệ. Ở đây chúng ta rút x theo y. Thay vào thôi, đúng không? Vẫn giữ lại x bằng 4y cộng với 6. Trên chúng ta được là 2 lần là 4y cộng 6 cộng với 3y bằng 1, tương đương với x thì bằng 4y cộng 6. Ở trên các bạn chỉ cần thu gọn lại và viết cái phương trình cuối cùng thôi, 8y này, đúng không? Vậy là 11y cộng mà 12 bằng 11. Tương đương với y bằng âm 1 và x thì bằng 2. Được chưa? Và là chúng ta kết luận nghiệm của hệ phương trình là x bằng 2 và y bằng chữ 1. Chúng ta lưu ý là cái trình bày thì chúng ta sẽ biến đổi tương đương hệ phương trình và luôn luôn giữ lại một trong hai cái phương trình của hệ, kể cả chúng ta dùng thế hay là dùng cộng đại số thì đều như vậy, được chưa? Đấy là bài 1, ý 1 của câu 1. Ý thứ hai, ý thứ hai là bài toán liên quan đến rút gọn và các bài toán liên quan. Thì chúng ta lưu ý là các bạn thực hiện nên theo một cái trình tự, nên theo một cái trình tự để chúng ta rèn kỹ năng. Với bài nào chúng ta cũng làm theo những trình tự như vậy thì cái khả năng về biến đổi sai của chúng ta nó sẽ ít đi, được chưa? Ở đây người ta cho điều kiện rồi, chúng ta cũng không cần gì cả nữa, đúng không? Bây giờ rút gọn nhá. Đầu tiên là phân tích tử và mẫu của mỗi một phân thức thành nhân tử. Cái việc này giúp cho chúng ta là có thể đơn giản mỗi một phân thức đi, để khi thực hiện phép tính với phân thức thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, được chưa? Thứ hai là đằng nào thì chúng ta cũng phải tìm cái mẫu thức chung, cho nên là cái việc này chúng ta phải làm trừ đi căn x trừ 2 trên căn x trừ 1 nhân với căn x cộng 1. Quy bằng chưa? Nhân với bước 1 xong. Bước 2 chúng ta thực hiện tính toán luôn. Quy bằng cái mẫu thức chung là căn x trừ 1 nhân với căn x cộng 1 tất cả bình phương, đúng không? Ở đây chúng ta nhân căn x này cộng 2 nhân với căn x trừ 1 trừ đi căn x trừ 2
nhân căn x cộng 1. Đấy. Dưới mẫu là căn x trừ đi 1 nhân với căn x cộng 1 tất cả bình phương, sau đó là nhân với căn x cộng 1 trên căn x. Đến đây chúng ta thực hiện cái bước tính toán anh này ra giấy nháp cho thầy nhá. Chúng ta chỉ cần ghi lại kết quả cuối cùng thôi. Ví dụ như thế này. Căn x nhân căn x là x, chỗ này căn x nhân căn x là x, dấu là dấu trừ, vậy trừ nhau hết. Chúng ta thực hiện thu gọn theo bậc, từ bậc cao đến bậc thấp. Sau đó đến căn x này, đây là 2 căn x trừ căn x, như vậy là còn căn x đúng không? Còn anh này trừ đi 2 căn x cộng căn x, vậy là trừ căn x nữa. Căn x mà trừ đi trừ căn x, như vậy là còn 2 căn x. Được chưa? Chỗ này là cộng 2 trừ trừ 2, trừ 2 với lại cộng 2 là hết, như vậy là còn 2 căn x trên căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 tất cả bình phương nhân với căn x cộng 1 trên căn x. Và kết quả của bài này chúng ta sẽ là Q bằng cái này thu gọn rồi, cái này thu gọn rồi, như vậy là bằng 2 trên căn x trừ 1 nhân với căn x cộng 1. Hay là viết lại gọn lại là bằng 2 trên x trừ 1. Như vậy là xong câu A nhá. Câu B. Câu B là tìm số nguyên x để Q có giá trị lớn nhất. Thế thì chúng ta đấy, đây là một những cái bài như thế này chỉ thực hiện với số nguyên thôi nhá. Q bằng 2 trên x trừ 1 mà muốn lớn nhất thì xảy ra hai cái điều này. Thứ nhất là x trừ 1 nó phải dương, và thứ hai là x trừ 1 nó phải nhỏ nhất. Từ đây suy ra x chúng ta phải bằng 2. Lúc đó là Q min max đúng không? Lớn nhất đấy. Sẽ bằng 2. Khi x bằng 2. Chỗ này chúng ta nói là mở ngoặc thêm ở đây một chút là vì x thuộc z nhé, bởi vì nó phải thuộc z chúng ta mới làm được việc này. Thế còn nếu không ấy, thì các bạn trình bày theo cách như thế này để cho nó rõ ràng. Bởi vì như thế này là chúng ta biết là giá trị lớn nhất của Q là bằng 2 rồi đúng không? Vậy thì chúng ta có thể xử lý như sau. Xét, có nghĩa là bỏ cái phần này đi, các bạn không cần làm như thế này mà xét luôn Q trừ đi 2. Tất nhiên như thế này chúng ta phải đoán được cái giá trị lớn nhất nó là bao nhiêu rồi nhá. Xét Q trừ 2 thì bằng 2 chia cho x trừ 1 trừ đi 2 và bằng 4 trừ 2x chia cho x trừ 1. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm một động tác là xét. Xét trường hợp thứ nhất, nếu như x mà lớn hơn 2 thì chúng ta suy ra là x trừ 1 bé hơn 0, lớn hơn 0. Còn 4 trừ 2x ấy, thì lại bé hơn 0. Vậy suy ra là Q trừ 2 là bé hơn 0. Đúng không? Q trừ 2 bé hơn 0 tức là Q của chúng ta bé hơn 2. Được chưa? Q bé hơn 2. Xét trường hợp thứ hai, nếu như x mà bé hơn 1, lúc này chúng ta lại suy ra x trừ 1 lại bé hơn 0, nhưng mà 4 trừ 2x thì lại lớn hơn 0. Như vậy thì vẫn dẫn tới Q trừ 2 là bé hơn 0 và suy ra Q bé hơn 2. Và trường hợp thứ ba là nếu x bằng 2 thì suy ra Q bằng 2. Như vậy thì trong 3 khả năng xảy ra của x
thì chúng ta thấy trường hợp 1 Q bén 2, trường hợp 2 Q bén 2 và trường hợp 3 thì Q bằng 2, chứng tỏ Q lớn nhất chính là bằng 2. Ra kết luận vậy, giá trị lớn nhất của Q là 2 khi x bằng 2. Được chưa? Đấy, các bạn trình bày muốn không, bạn nào không nhớ về cái này thì chúng ta chú ý đến cái, nó chỉ xoay quanh cái giá trị đó, đúng không? Và chúng ta xét trường hợp. Ok chưa? Bài số 2 là một bài toán liên quan đến phương trình bậc 2 và định lý VS. Phương trình bậc 2 này chúng ta có chứa tham số. Yêu cầu là tìm các giá trị của M để phương trình có hai nghiệm và hiệu hai nghiệm thì bằng tích của chúng. Đầu tiên chúng ta cứ viết lại cái phương trình đã. 2x bình phương trừ đi M cộng 1x cộng với M trừ 1 bằng 0, ta ký hiệu là phương trình sao? Bất cứ phương trình bậc 2 nào chúng ta cũng cần phải tính cái delta. Delta bằng M cộng 1 tất cả bình phương trừ 4AC, tức là trừ đi 8 nhân M trừ 1. Được chưa? Thằng này gọn gàng lại nó sẽ là bằng M bình phương cộng 2M trừ 8M, tức là M bình phương trừ đi 6M cộng với 9, hay là viết gọn nữa thì lại là M trừ đi 3 tất cả bình phương. Được chưa? Và người ta nói là phương trình có hai nghiệm, có hai nghiệm không nói phân biệt. Như vậy thì này lớn bằng 0 rồi. Ta thấy là delta thì lớn bằng 0 với mọi M. Cho nên suy ra sao luôn có hai nghiệm. Ok chưa? Sao luôn có hai nghiệm. Và trong trường hợp này thì cái delta của chúng ta ấy, thì nó lại là một cái bình phương của một cái biểu thức phụ thuộc vào M. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được hai nghiệm này ra theo cái M mà nghiệm tương đối đẹp, đúng không? Thế tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái vướng mắc, đó là thế thì xử lý hiệu hai nghiệm thì bằng tích của chúng như thế nào? Hiệu hai nghiệm thì bằng tích của chúng. Ở đây nó sẽ đưa ra chúng ta hai cái phương án xử lý. Hai phương án xử lý. Phương án thứ nhất đó là chúng ta tính ra, đây là cách 1 nhá, hay là phương án 1. Đây, phương án 1. Đến đây chúng ta gọi hai nghiệm là x1 và không phải gọi mà chúng ta sẽ nói là sao có hai nghiệm là x gì bằng trừ b là m cộng 1 cộng m trừ đi 3 trên 4 và x bằng m cộng 1 trừ đi m cộng 3 trên 4. Tức là thằng này thì bằng m trừ đi 1 trên 2. M trừ đi 2 trên 2. Còn thằng này thì chính bằng 1. Như vậy nó có hai nghiệm là m trừ 2 và 1. Đến đây chúng ta xét trường hợp thứ nhất, đó là x 1 bằng 1 và x 2 bằng m trừ đi 2 trên 2. Và bây giờ chúng ta có hiệu hai nghiệm thì bằng tích của chúng. Thế thì chúng ta cũng chưa biết được là cái nghiệm nào trừ đi nghiệm nào cả, đúng không? Như vậy chúng ta lại phải xét một trường hợp trong này. Đó là trường hợp thứ nhất là x1 trừ đi x2 bằng x1 x2. Suy ra
1 trừ đi m trừ 2 trên 2 thì bằng m trừ đi 2 trên 2. Đúng không? Tích hai nghiệm thì bằng m trừ 2 trên 2. Từ đây chúng ta suy ra, giải cái này ra, chúng ta sẽ suy ra m bằng mấy? M bằng mà 3. M bằng 3. Trường hợp thứ hai là trường hợp x2 trừ đi x1 thì bằng x1 x2. Chúng ta suy ra là m trừ 2 chia cho 2 trừ 1 thì bằng m trừ đi 2 trên 2. Suy ra m của chúng ta là thuộc m thuộc rỗng. Đúng chưa? Đấy. Trường hợp 2 là x1 bằng m trừ 2 trên 2 và x2 bằng 1. Chúng ta cũng phải xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là x1 trừ đi x2 thì bằng x1 x2. Từ đây suy ra m trừ 2 trên 2 trừ đi 1 thì bằng m trừ đi 2 trên 2. Cái này chúng ta suy ra m thuộc rỗng. Và trường hợp thứ hai là x2 trừ đi x1 bằng x1 x2 thì suy ra 1 trừ đi m trừ 2 trên 2 thì bằng m trừ 2 trên 2. Đến đây chúng ta cũng suy được ra m bằng 3. À, như vậy thì cả hai trường hợp thì chúng ta đều suy ra m bằng 3, đúng không? Chúng ta khẳng định là vậy m bằng 3. Thế thì cái cách này là được một cái, đó là cái nghiệm của chúng ta nó rất là đẹp. Nghiệm đẹp. Tính ra theo m nó tương đối chẵn, đúng không? Thế nhưng mà cái việc xử lý của chúng ta thì nó lại phải chia trường hợp, đúng không? Và các bạn nhìn nó có vẻ nó bị lặp lại, lời giải nó có vẻ không được đẹp lắm. Thế chúng ta có nghĩ phương án nào khác? Chúng ta chưa sử dụng cái VS, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng VS thử làm sao nhé. Phương án 2, sao có hai nghiệm, có hai nghiệm là x1, x2, nó sẽ thỏa mãn cái hệ thức VS, đó là x1 cộng x2 thì bằng m cộng 1 trên 2, đúng không? Trừ b trên a, và x1 nhân với x2 thì bằng c trên a, tức là bằng m trừ đi 1 chia cho 2. Đây. Thế thì làm thế nào để xử lý được cái yêu cầu của đề bài là hiệu hai nghiệm thì bằng tích của chúng? Chúng ta có cái hiệu hai nghiệm thì bằng tích của chúng, nên chúng ta có cái điều sau đây: trị tuyệt đối của x1 trừ đi x2 thì chính bằng x1 x2. À, như vậy chúng ta giải quyết được triệt đề luôn, không phải chia trường hợp nữa. À, được chưa? Và thằng này thì sẽ suy ra chúng ta vẫn nên xét, đúng không? Vẫn nên xét. Tại vì là như thế này thì tích hai nghiệm của chúng ta nó bằng m trừ 1 trên 2. À, như vậy là không phải trị tuyệt đối. Và chúng ta vẫn phải xét hai trường hợp. Ủa, đúng không? Vẫn phải xét. Nên là chúng ta có là x1 trừ đi x2 thì bằng x1 x2. Thế này thôi.
Bởi vì hai cái nghiệm X1, X2 của chúng ta cũng không biết là cái thằng nào là thằng lớn hơn hay thằng nào bé hơn, nó vai trò nó có thể nói là nó như nhau trong trường hợp này được. Đúng chưa? Hiệu hai nghiệm thì nghiệm này trừ nghiệm kia. Nghiệm kia trừ nghiệm này, hai nghiệm. Chúng ta không biết thằng nào là trừ đi nhau cả. Đó. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là X1 trừ đi X2 tất cả bình phương thì bằng X1 bình phương, X2 bình phương. Suy ra cái thằng này chúng ta biến đổi thành x1 cộng x2 tất cả bình phương cộng trừ đi 4x1 x2 thì bằng x1 bình phương, x2 bình phương. Được chưa? Đến đây chúng ta áp dụng hệ thức BS, chúng ta thay vào là x1 cộng x2 thì chính là m cộng với 1, m cộng 1 tất cả bình phương trên 4 trừ đi 4 nhân với lại m trừ 1 trên 2 thì bằng m trừ 1 tất cả bình phương trên 4. Đến đây chúng ta nhân tất cả với 4. Được chưa? Nhân tất cả với 4 thì m cộng 1 tất cả bình phương trừ đi 8 nhân m trừ 1 thì bằng m trừ 1 tất cả bình phương. Và giải anh này, khử m, chúng ta đưa được về phương trình bậc nhất. Và m đương nhiên là sẽ phải bằng kết quả m bằng 3 như chúng ta đã tìm được ở đây. Được chưa? Nhưng đến đây, đến đây thì chúng ta nên là chúng ta thử lại cho chắc có một bước, bởi vì nó không tương đương từ đây đến đây nhá. Nên là các bạn thử lại m bằng 3 thỏa mãn đề bài. Đấy, nhớ bước này. Bài thứ hai, ý hai, cho đường thẳng D có phương trình y bằng chí cộng 4 và điểm A, chứng tỏ điểm A thuộc như câu này là câu cũng khá dễ, đúng chưa? Chúng ta thấy là điểm A có tọa độ 22 thì chúng ta thay tọa độ vào cái phương trình là 2 thì đúng là bằng trừ 2 cộng với 4. Vậy suy ra A có tọa độ là 22 là phải thuộc vào D có phương trình là y bằng trừ x cộng 4. Đọc nha. Câu B. Tìm A để parabol này đi qua điểm A. Như vậy là y bằng AX bình phương đi qua điểm A có tọa độ là 22. Từ đây chúng ta suy ra, thay vào thôi, 2 thì bằng A nhân với 2 bình phương, và suy ra A bằng 1/2. Xong. Với giá trị của A tìm được, hãy xác định tọa độ điểm B là giao điểm thứ 2 của D và P. Thế lúc này Y của chúng ta là sẽ bằng 1/2 X bình. Đây chính là parabol. Thế còn đường thẳng D của chúng ta là Y bằng trừ x cộng 4. Chúng ta viết cái phương trình hoành độ giao điểm là 1/2 x bình phương thì bằng trừ x cộng 4. Suy ra là x bình phương cộng với 2x trừ đi 8 thì bằng 0. Và chúng ta sẽ có hai nghiệm là x thì bằng 2
hoặc là x bằng trừ 4, đúng không? Nhưng mà x bằng 2 thì ứng với lại hoành độ của điểm A rồi. Thế còn hoành độ của điểm B thì chúng ta suy ra ở đây là B sẽ có hoành độ là trừ 4. Tung độ sẽ là 8. Được chưa? Gọi là hoàn thiện câu B. Câu C, tính diện tích của tam giác AOB. Thế thì muốn tính được diện tích của tam giác AOB thì chúng ta cần phải vẽ được cái điểm A với điểm B ra, đúng không? A có rồi, B có rồi, tọa độ cũng rất là rõ ràng, chẵn đẹp, đúng không? Chúng ta chú ý vẽ ở đây là tung độ nó đến 8. Tung độ đến 8. Hai bốn sáu tám. Ok, hoành độ thì nó đến tận âm 4. Đây âm 4, đây là 8 2 4 6 8. Chúng ta kéo dài lên một chút. Đây B đây. A là 2 2 2 2, đây là điểm A. O đây. Đây sẽ có hai cái cách để chúng ta đi xử lý cái câu tính diện tích này. Các bạn có thể là phân cái tam giác cần tính ra thành hai phần, 1/2 các bạn tính, hoặc là chúng ta có thể là lấy diện tích của hình thang, sau đó chúng ta trừ đi diện tích của tam giác này với lại cả diện tích tam giác này, thì chúng ta sẽ ra được cái diện tích của tam giác UAB. Ký hiệu cho thầy chỗ này là M và N đi. Được chưa? Chúng ta có là câu C. S tam giác OMB bằng, chỗ này là 8 nha các bạn nhé. Như vậy là độ dài một cạnh là 8, còn một cạnh thì là 4, tam giác vuông. 4 x 8 chia 2 16 đơn vị diện tích. Tiếp tục là diện tích của tam giác OAN thì bằng 2 nhân với 2 chia cho 2 và bằng 2 đơn vị diện tích. Sau đó chúng ta tính diện tích của hình thang BMNA, đáy lớn cộng với đáy nhỏ, 8 cộng với 2 nhân với chiều cao từ đây đến đây là 6, rồi chia cho 2. Bao nhiêu các bạn? 8 cộng với 2 là 10, 30 đơn vị diện tích. Từ đó chúng ta tính được diện tích tam giác OAB sẽ bằng 30 trừ đi 16 trừ đi 2 và sẽ bằng 12 đơn vị diện tích. Được chưa?
Câu số 3, câu số 3 là một câu có nội dung là giải toán bằng cách lập phương trình, có nội dung hình học. Chúng ta gọi hai cạnh góc vuông là x và y. Chúng ta có thể giả sử như cạnh này thì lớn bằng cạnh kia. Bao giờ chả có một cạnh lớn hơn hoặc bằng cạnh kia, đúng không? Ta có A nhân B chia cho 2 thì bằng 30. Diện tích tam giác vuông thì bằng tích hai cạnh góc vuông chia cho 2. Suy ra AB bằng 60. Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng định lý Pythagore. Ta có là 13 bình phương thì bằng A bình cộng B bình, đúng chưa? Suy ra A cộng B tất cả bình phương sẽ bằng 169 cộng với 2 lần AB là bằng 169 cộng với 2 nhân với 60 bằng 289. Làm thế để làm gì? Từ đó chúng ta suy ra A cộng với B sẽ bằng 17. Thế còn A nhân với B thì bằng 60. Và đến đây chúng ta áp dụng cái định lý VS đảo. Cái này các bạn ít dùng đúng không? Chúng ta dùng để chúng ta làm thì AB sẽ là hai nghiệm của phương trình này. Đây có x, y xong lại biết thành AB. Thế thì thôi, chỗ này chúng ta sửa cho nó một chỗ thôi nhá. Là A và B, A lớn hơn hoặc bằng B, lớn hơn không. Nó sẽ là hai nghiệm của phương trình x bình phương trừ đi 17x rồi cộng với 60 bằng 0. Từ đây suy ra A thì sẽ phải, chúng ta tìm ra hai nghiệm này bằng nghiệm lớn thì chính là A, 12 và 5. Đơn vị cm. Sau đó chúng ta kết luận nhé. Được chưa? Thế thì ngoài ra chúng ta có thể dùng phương pháp thế. Các bạn rút A bằng 60 trên B, các bạn thay vào đây quy đồng lên thì nó sẽ ra một phương trình bậc 4 trùng phương, đúng không? Chúng ta giải vào cái này nó ngắn gọn hơn và cũng là ôn tập cho các bạn cái sử dụng cái hệ thức, cái định lý viết đảo. Bài số 4, bài số 4 là bài hình, ta có 4 ý. Thầy sẽ vẽ hình trước nhé.
Cắt tuyến. Đó, chúng ta sẽ đến đâu thì chúng ta sẽ đánh dấu trên hình vẽ đến đó nhé. Đây là SB, SC, A, D, E, còn gì nữa? Qua B kẻ đường sẵn song song với DE rồi, ok nhá. BC, AC cắt DE tại F và I. Đây là F, đây là I. Rồi câu đầu tiên là chứng minh IA, chứng minh hai cái góc bằng nhau. SIC, chúng ta nhìn trên hình vẽ đây là góc SIC. Đấy, bây giờ chúng ta mới nhìn thử xem là góc này nó bằng góc nào, đúng không? À, liên quan đến sự song song. À, như vậy thì chúng ta thấy nó bằng cái góc này. Được chưa? Mà góc đấy thì lại chính là bằng góc SBC. Đấy, ta có góc SIC thì bằng góc CAB. Hai góc này ở vị trí đồng vị. Rồi góc CAB thì lại bằng góc SBC. Hai góc này là góc nội tiếp và góc giữa tia tiếp tuyến dây cung cùng chắn một cung. Cho nên là hai góc đấy đều bằng 1/2 số đo của cung BC. À, như vậy thì từ đây chúng ta suy ra
là SIC thì bằng SBC. Thế thì hai cái góc này bằng nhau thì chúng ta sẽ được cái gì? Thì nó liên quan trực tiếp đến câu B của chúng ta. SIC bằng SBC, chứng tỏ là cái tứ giác SBIC là tứ giác nội tiếp. Đúng chưa? Nhưng mà dễ dàng chúng ta thấy được là cái góc cái tứ giác SBOC, à đây là O nhá. SBOC cũng là tứ giác nội tiếp. Đấy, trình bày chúng ta viết cẩn thận, SBO cộng với SCO thì bằng 180 độ do tính chất tiếp tuyến. Cho nên suy ra SBOC là tứ giác nội tiếp. Được chưa? Và từ hai điều này thì chúng ta sẽ suy ra được là 5 điểm SBOIC cùng thuộc một đường tròn. Và đường tròn này chính là đường tròn đường kính SO. Đấy. Và hai câu AB này là hai câu khá dễ nhưng mà nó lại vận dụng rất là nhiều cho chúng ta ở hai câu C và D này. À, bây giờ chúng ta mới nhìn đến FI nhân với FS. À, FI nhân FS thì so với FD nhân FE, chúng ta cần phải chứng minh bằng nhau. Và nếu như các bạn mà lập tỉ số trực tiếp của hai cái này thì chúng ta sẽ không làm ra được, bởi vì bốn cái điểm nó nằm cùng trên một đường thẳng. À, thế thì khi bốn điểm mà nằm trên một đường thẳng, chúng ta có hai mô hình các bạn nhé. Một là mô hình bốn điểm tạo thành hàng điểm điều hòa, đó chính là giao điểm đường phân giác trong, phân giác ngoài với lại hai cái cạnh, hai cái điểm đầu của cạnh đáy ấy, thì nó sẽ ra cái tỉ số như vậy, đúng không? Các bạn nhớ lại tính chất của đường phân giác ấy. Ngoài ra thì bốn cái điểm như vậy thì chúng ta còn có thể có được thông qua cái tam giác đồng dạng, nhưng mà chúng ta phải làm gián tiếp. Và đây là một mô hình bốn điểm thuộc một đường tròn. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái tính chất như sau. Các bạn dễ dàng có là do SB, cái tam giác BFI, BFS, BFS đồng dạng với tam giác BFS thì là IFC. Cái này đồng dạng theo trường hợp góc góc, bởi vì hai góc thì đối đỉnh rồi. Thế còn lại SBF thì bằng CIF, chúng ta vừa mới chứng minh ở trên đấy. Đây này. À, từ đây chúng ta suy ra tỉ số. Cái gì cứ liên quan đến FI với FS thì chúng ta xử lý thôi. FS chia cho FC thì bằng FB chia cho FI. Và như vậy chúng ta được là FS FI hay là FI nhân với FS thì bằng FB nhân với FC. Tương tự như vậy thì chúng ta lại có FB FC nó trong một cái mô hình bốn điểm khác cùng thuộc một đường tròn. Cứ tứ giác nội tiếp thì nó sẽ sinh ra như vậy, đó là tứ giác BDCE, đúng không? Tam giác BFD. Tam giác BFD thì đồng dạng với BFD đồng dạng với EFC cũng theo trường hợp góc góc. Từ đó chúng ta suy ra cái tỉ số nó liên quan đến FBFC. FB trên EF. Đây là FB trên FE, đúng không? FB FE thì bằng FDFC. Từ đó chúng ta suy ra là tích FB nhân FC thì bằng FD nhân FE. À, như vậy thì từ đây chúng ta có điều phải chứng minh. Suy ra FI nhân với FS thì bằng FD nhân với FE. Như vậy là Huyền hoàn thiện chứng minh của câu C. Câu D, đường thẳng OI cắt đường tròn O
tại M và N. Ok, giờ chúng ta sẽ nối. Cái câu này không khó nhưng mà đòi hỏi là chúng ta chứng minh mà chúng ta được rèn luyện, chúng ta quen với cái mô hình này rồi. Đương nhiên là các bạn phải rèn luyện thì nếu mà chúng ta mới thấy quen được, đúng không? M này, N này, NF cắt O tại K, NF cắt O tại K. Đấy, chúng ta mà phân tích các bạn nháp ra giấy nháp ấy, chúng ta có thể dùng nhiều màu trên cái tờ giấy nháp của chúng ta để nhìn phân biệt các cái đường, chúng ta nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn, khả năng chúng ta phát hiện ra vấn đề nó sẽ cao hơn, đúng không? Và nhớ chưa thẳng hàng thì đừng có nối liền. Chúng ta mà nối liền là nó sẽ dẫn tới những cái rất dễ là bị ngộ nhận nha các bạn nhé. Lại dùng đúng nó thẳng hàng rồi xong lại đi chứng minh nó thẳng hàng thì đấy chính là một trong những cái lỗi phổ biến khi các bạn chứng minh những điểm thẳng hàng. Đấy, điểm K đấy. K này. À, thế thì chúng ta chú ý đến một cái đường mà thầy kẻ nét đỏ là kẻ ON, cứ cái đường nào đi qua tâm là cái đường đấy là đường đặc biệt và chắc chắn nó phải gắn bó với một cái tính chất nào đó để chúng ta có thể suy ra được liên quan đến cái yêu cầu của đề bài, đúng không? Thế thì cái màu đỏ ấy là đường kính. Thế còn điểm K, điểm K nằm trên đường tròn nên chỗ này góc vuông, được chưa? Như vậy là câu D ta có này, là góc MKN thì bằng 90. Các bạn phải giải thích ra nhé. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Ok chưa? Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Như vậy thì để chứng minh ba cái điểm F, K với M ấy, mà thẳng hàng ấy, thì chúng ta sẽ chỉ ra nốt là góc SKN này bằng 90 độ, đúng không? Và khi các bạn kẻ cái đường kính như thế này, chúng ta thấy dường như chỗ này nó là góc vuông, đúng không? À, nếu mà ở chỗ này là góc vuông nữa thì lại thành rất là ngon. Và đương nhiên là nó vuông, đúng không? Chúng ta thấy là cái tứ giác nội tiếp ở đây là cái tứ giác SBOI là tứ giác nội tiếp. Đây các bạn nhìn 5 điểm thuộc một đường tròn nhé. Ta có là SBOI là tứ giác nội tiếp. 4 điểm thuộc một đường tròn. Từ đó suy ra SIO cộng SBO bằng 180 độ. Và từ đây chúng ta suy ra được góc SIO bằng 90. Ok nhá, góc này sẽ là góc vuông này. Ồ, như vậy thì đến đây, góc này là góc vuông mà bây giờ muốn chứng minh cái thằng bên này cũng là góc vuông thì nói khác gì là hai cái tam giác này đồng dạng, có đúng không? Đây này. Nếu hai tam giác này mà đồng dạng thì có phải là xong không? Đúng chưa? Thế thì hai tam giác này là hai tam giác đã có một góc đối đỉnh bằng nhau. Vậy chúng ta chỉ ra tỷ lệ về cạnh nữa là ok, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta mới nhìn FI, FS nó bằng cái gì? Ta có này. FI, FS thì phải bằng FN, FK, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thử xem FN, FK có bằng FD, FE không thì lại là một mô hình quen thuộc, đúng chưa? Chúng ta có cái tam giác KFD đồng dạng với EFN. Từ đó chúng ta suy ra tỷ số nhé, là FN, FK, vậy là FK trên
FE thì bằng FD chia cho FN. Được chưa? Suy ra FD FE thì bằng FK nhân với FN. Ok nhá. Thế nhưng mà FD nhân với FE thì bằng FI FS theo chứng minh ở câu C. Được chưa? Từ đó chúng ta sẽ suy ra là FI nhân với FS thì bằng FK nhân với FN. Và đây chính là cái điều chúng ta cần thiết. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cái tỷ số FI chia cho FK thì bằng FN chia cho FS, và dẫn tới hai tam giác đồng dạng, đó là tam giác KFS đồng dạng với tam giác IFN, đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Được chưa? Và chính vì đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh thì chúng ta sẽ suy ra được là hai cái góc bằng nhau. Suy ra SKF bằng NIF và bằng 90 độ. Xong nhá. Suy ra là SKF cộng với M. Chỗ nào chúng ta chỉ ra góc vuông nhỉ? Đây. MKN. Đây. Cái chỗ này chúng ta chỉ ra góc vuông này các bạn này. Cộng với MKN sẽ bằng 180. Mà 180 độ tức là SMK. Thằng hàng. Đấy. Các bạn nhớ thầy nhấn mạnh ở bài toán này, đó là mô hình 4 điểm thuộc một đường tròn nhá. Thì khi đó các bạn là nối hai đường chéo ấy thì chúng ta sẽ được tích của đoạn này nhân đoạn này sẽ bằng đoạn này nhân đoạn này. Và nếu như có trong nhiều cái tứ giác, nhiều cái tứ giác mà nối tiếp một đường tròn ấy, chúng ta sẽ có nhiều cái hệ thức hình học đấy và nó sẽ liên hệ với nhau. Ví dụ như bài này. Được chưa? Bài số 5, câu 1 điểm, câu bất đẳng thức. Chúng ta thấy là đây là ABC là ba cạnh một tam giác ấy, thì lúc đó chúng ta khai thác cái đầu tiên, đó là ta có cái này B cộng C trừ đi A, A cộng C trừ đi B, A cộng B trừ đi C đều là các cái số dương. Bởi vì trong tam giác thì tổng hai cạnh bất kỳ thì luôn lớn hơn cạnh còn lại. Được chưa? Và chúng ta thấy các cái mẫu ở đây là đây là một phương pháp thôi, để chữa bài này là một phương pháp. Chúng ta thấy nó là một cái biểu thức dạng chúng ta có thể gọi là hoán vị A B B C C A. Và cái biểu thức ở dưới mẫu này nó cồng kềnh. Vậy thì thầy sẽ làm một động tác, đó là đặt đặt
B cộng C trừ A thì bằng X. A cộng C trừ B bằng Y. A cộng B trừ C bằng Z. Và ta thấy là X, Y, Z lớn hơn 0. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta mới nhìn đến cái biểu thức quan trọng. Đó là chúng ta có thể tính được ABC theo X, Y, Z. Ví dụ cộng hai thằng này lại với nhau thì chúng ta thấy trừ A với A là hết, trừ B với B là hết. Như vậy 2C sẽ bằng X cộng Y. Từ đó rút ra C thì bằng X cộng Y trên 2. Tương tự như vậy thì cộng hai thằng này với nhau thì B với trừ B, C với trừ C hết, còn là 2A thì bằng Y cộng Z. Tức là A thì bằng Y cộng Z chia 2. Và cuối cùng là B thì sẽ phải là X cộng Z chia cho 2. Đấy, đây chính là chìa khóa của bài toán này. Và đến đây thì chúng ta có cái vế trái bằng A là Y cộng Z đúng không? Y cộng với Z chia cho B cộng C trừ A 2X. Tiếp B là X cộng Z chia cho 2Y. Rồi cộng với C là X cộng với Y chia cho 2Z. Đến đây chúng ta tách ra, chúng ta viết bằng cái 1 phần 2 nhân với Y cộng Z trên X cộng với X cộng với Z trên Y cộng với X cộng với Y trên Z. Được chưa? Ta có hai lần vế trái sẽ bằng tách ra thành là Y trên X cộng với Z trên X cộng với X trên Y cộng với Z trên Y cộng với X trên Z cộng với Y trên Z. Đến đây chúng ta mới nhóm, các bạn nhìn này, Y trên X với X trên Y là cosi, Z trên X với X trên Z cosi, và cuối cùng còn lại là YZ và ZY. Được chưa? Chúng ta nhóm lại, ta được bằng X trên Y cộng Y trên X cộng Y trên Z cộng Z trên Y cộng X, Y, Z, Z, X, Z trên X cộng X trên Z. Sau đó áp dụng bất đẳng thức cosi thì ta có X trên Y cộng với Y trên X thì lớn hơn bằng 2, Y trên Z, Z trên Y cũng lớn bằng 2, và cuối cùng là Z trên X cộng với X trên Z thì cũng lớn hơn hoặc bằng 2. Từ đây chúng ta suy ra hai lần vế trái phải lớn hơn hoặc bằng 6, và rút ra là vế trái của chúng ta là lớn hơn hoặc bằng 3. Đây chính là yêu cầu của đề bài. Được chưa? Và chúng ta nói thêm cái dấu bằng nó xảy ra khi X bằng Y bằng Z, dấu bằng bất đẳng thức cosi xảy ra. Và X bằng Y bằng Z tức là A bằng B bằng C, tức là tam giác ABC của chúng ta là tam giác đều. Đấy, thì đấy là nội dung cái đề số 1 của chúng ta. Thầy trình bày cũng khá là chi tiết, chỉ một số ít trong phần hình thì thầy lược bỏ bớt một chút. Các bạn chú ý những cái bước trình bày. Đấy, còn trình bày về cơ bản là cái đề này đã tương đối đầy đủ rồi. Ok, chào các bạn nhé.